Rất nhiều người không giấu được nỗi bàng hoàng và xót xa khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một bé gái cấp 1 tử vong khi đang đi học về bằng xe đạp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 2021, tài xế điều khiển xe tải chạy trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Võ Văn Kiệt đi bến Phú Định. Khi đến trước số 25 An Dương Vương, phường 16, quận 8, xe tải va chạm với xe đạp do một bé gái là học sinh cấp 1 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bé gái chết tại chỗ. Công an quận 8 đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Vụ việc thu hút rất đông người hiếu kỳ đến theo dõi. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn là lúc bé gái đang trên đường đi học về. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.